Triệu Lệ Dĩnh ăn nên làm ra nhờ Dữ Phượng Hành. Màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trong dự án cổ trang Dữ Phượng Hành lên sóng tháng 3 vừa qua nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài Trung Quốc. Theo báo cáo của Weibo mới đây, Dữ Phượng Hành được chứng nhận là tác phẩm có giá trị nhiệt độ tổng hợp cao nhất quý 1 năm 2024, tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 3, với 98.82 điểm. Đồng thời phim cũng được tổ chức này khen ngợi là hắc mã của dòng phim tiên hiệp, Dữ Phượng Hành chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng Bổn Vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Ngay từ khi nhà sản xuất tuyên bố khởi động dự án đã thu hút chú ý đặc biệt lớn từ người dùng mạng, nhất là fan nguyên tác. Sau khi xác định nam nữ chính của phim được giao cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã gây ra một làn sóng bùng nổ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, giữa những bình luận bày tỏ sự vui mừng khi biết Triệu Lệ Dĩnh tái hợp cùng nam thần họ Lâm, vẫn có nhiều người không hài lòng lắm trước sự lựa chọn này của nhà sản xuất. Hai ngôi sao nhiều lần bị chê không phù hợp với thiết lập nhân vật. Lâm Canh Tân khi đó trạng thái còn vô cùng xuống sắc, bụng bia lộ rõ, khiến netizen càng thêm chán chường. Mặc dù sau đó Lâm Canh Tân đã giảm cân cấp tốc, nhưng khi lên phim, trạng thái của anh vẫn vướng phải vô số tranh cãi. Hơn cả, việc Triệu Lệ Dĩnh cùng Lâm Canh Tân đóng phim thần tượng ở tuổi U40 cũng khiến khán giả cảm thấy khá lấn cấn, còn gọi Dữ Phượng Hành là phim ngôn tình trung niên. Dẫu vậy, nói gì thì nói, những thành tích mà Dữ Phượng Hành đạt được đến lúc này là điều cần ghi nhận. Ngay từ tập đầu lên sóng, phim đã phá luôn kỷ lục lịch sử, trở thành dự án đầu tiên chỉ mất hơn 2 giờ chiếu đã cán mốc nhiệt 28.000 trên nền tảng chiếu Tencent, thường xuyên top 1 các bảng xếp hạng về chỉ số nhân vật, chỉ số truyền thông, cùng lượt view vân hợp cao ấn tượng. Cảnh khóc của Dương Mịch trong Cáp Nhĩ Tân 1944 chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng hễ rơi nước mắt lại khiến khán giả đau lòng. Dương Mịch tái xuất màn ảnh nhỏ với tác phẩm Cáp Nhĩ Tân 1944, lên sóng từ ngày 21 tháng 4. Trong phim, cô vào vai nữ chính Quang Tuyết, là trưởng khoa đặc vụ của Cục Tình báo, được miêu tả là nhân vật tàn nhẫn, đa nghi, lạnh lùng, lý trí. Đây được xem là bước chuyển mình táo bạo của nữ diễn viên sau loạt dự án thất bại, được khán giả chờ đợi. Song Dương Mịch lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều ở dự án Điệp Chiến này. Trên Douban, các đánh giá thấp cho rằng, sự xuất hiện của nữ diễn viên vô tình khiến bộ phim nhuốm màu thần tượng. QQ nhận xét, nhân vật của Dương Mịch không thể hiện sức hút, sự đáng sợ của một nữ trưởng phòng đặc vụ tàn nhẫn, máu lạnh, thủ đoạn độc ác như được mô tả, một phần vì lối diễn đơn điệu, cảm xúc chỉ dừng ở biểu hiện bề ngoài, như hét lớn, trợn mắt, đập bàn. Ngoài ra, vóc dáng nhỏ bé mảnh mai của vợ cũ Lưu Khải Uy cũng chưa toát lên vẻ mạnh mẽ quyền uy của Quang Tuyết. Tuy nhiên, Dương Mịch lại được khen ngợi ở các phân cảnh rơi nước mắt. Cảnh khóc của sao nữ này trong phim chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng dù là cảnh khóc trong ngục hay khi chứng kiến cái chết của em trai, nhân vật Quang Tuyết của Dương Mịch đều gây ấn tượng sâu sắc. Trong cảnh này, Quang Tuyết vẫn bình tĩnh đến bất ngờ, nhưng nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Quang Tuyết thường ngày lạnh lùng tàn nhẫn, không hề khóc khi buồn, nhưng em trai luôn là chỗ dựa tinh thần của cô. Khi em ấy chọn cách kết thúc cuộc đời để cứu cô không thể kìm được nước mắt, sự tuyệt vọng không thể kiềm chế, sự bất lực khi chỉ có thể đứng đó và giữ lấy cái xác của em trai mình. Nổi tiếng là sao nữ có đôi mắt biết nói, những phân cảnh khóc của Dương Mịch khiến khán giả như phần nào cảm nhận được chính nỗi đau của nhân vật thông qua đôi mắt. Ở một phân cảnh khác, khi nhân vật của Dương Mịch đã bị cắt phăng mái tóc dài, giọt nước mắt của Quang Tuyết cũng lay động lòng người, chứng tỏ được khả năng bộc lộ cảm xúc bi thương qua ánh mắt của Dương Mịch. Dự án đã mở điểm Douban với 6.8 điểm, có hơn 40.000 lượt bình chọn, trong đó tỷ lệ 5 sao chiếm 23.5%, tỷ lệ 1 sao chiếm 9.9%. Bộ phim được đánh giá là bộ phim đầu tư chất lượng, phim gây tranh cãi đoạn đầu, nhưng càng về sau diễn xuất của các diễn viên được đánh giá có cải thiện hơn. Nhiều khán giả đánh giá mạch phim không đơn giản là một cuộc đấu trí, câu chuyện đối đầu bí ẩn, mà còn cài đặt những chi tiết có thật vào câu chuyện để giới thiệu với khán giả những giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Bạch Lộc gây sốt với nhan sắc bừng sáng như nắng hạ trong bộ ảnh phát phúc lợi cho fan hâm mộ. Mới đây, mạng xã hội lan truyền bộ ảnh Bạch Lộc phát phúc lợi cho các fan hâm mộ của mình, xuất hiện với bộ váy hoa cùng kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Cô nàng gây sốt với nhan sắc trong trẻo, dịu dàng, bừng sáng như nắng hạ. Bạch Lộc là minh chứng thành công nhất cho hot girl mạng chuyển sang diễn xuất chuyên nghiệp của màn ảnh hoa ngữ. Cô vốn là diễn viên tay ngang, chưa từng học qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp. Chính vì thế, thành công của người đẹp ngày hôm nay nhờ sự nỗ lực rất lớn. Ban đầu, Bạch Lộc bị đánh giá thấp hơn vì không được đào tạo bài bản về khả năng thể hiện trước ống kính. Tuy nhiên,
cô được đánh giá là chịu khó thay đổi hình ảnh trên phim, đóng đa dạng các loại vai như giả trai, bị câm. Ngoài đóng phim thần tượng, Bạch Lộc còn tham gia các dự án chính kịch như Cảnh sát Vinh dự, Bắc Thượng, để làm mới hình ảnh của mình trên màn ảnh. Nàng Tiểu Hoa dẫn đầu lứa 90 nổi lên sau khi tham gia các tác phẩm như Phượng Tù Hoàng, Chiêu Diêu, Học viện Quân sự Liệt Hỏa. Sau thành công của các dự án phim cổ trang là Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẩn Minh, Bạch Lộc hiện là Tiểu Hoa lứa 90 hot bậc nhất Trung Quốc. Tài sản phim ảnh của cô hiện rất lớn, không thua kém gì Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân hay Dương Tử. Sau thành công của loạt dự án cổ trang, Bạch Lộc trở thành Tiểu Hoa được khán giả yêu thích. Trong năm 2023, cô có đến 3 dự án được ra mắt là Trường Nguyệt Tẩn Minh, Dĩ Ái Vi Doanh và Ninh An Như Mộng. Sau khi quay xong phim cổ trang Bạch Nguyệt Phản Tinh, Bạch Lộc đã vội vã vào phim Trường Lâm Giang Tiên. Trong những hình ảnh nhá hàng của hậu trường phim, dù chỉ ăn diện đơn giản, nhưng Bạch Lộc vẫn toát lên khí chất cổ trang trong trẻo thanh tao. Con cưng của Châu Tấn xuất hiện như nữ tổng tài, vẻ đẹp tình đầu màn ảnh sáng bừng từng khung hình. Trương Tịnh Nghi xuất thân từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, sinh ngày 10 tháng 7 năm 1999, năm 2017. Cô được nhận vào học viện này với tổng số điểm xuất sắc. Từ những ngày đầu học tại học viện, Trương Tịnh Nghi đã gây chú ý với gương mặt ngây thơ, trong trẻo và đôi mắt sâu hút. Năm 2018, Trương Tịnh Nghi ký hợp đồng với công ty Đông Thân Vị Lai do Trần Khôn và Châu Tấn Đồng sáng lập. Cùng năm đó, cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất trong bộ phim truyền hình đầu tiên Bầu Trời của Thiếu Niên Phong Khuyển, đóng vai nữ chính Lý An Nhiên. Năm 2021, Trương Tịnh Nghi gây sốt màn ảnh rộng khi đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên là Tôi Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau của đạo diễn Sa Mạc. Cô vào vai nữ chính Lăng Nhất Nghiêu, đóng cùng Khuất Sở Tiêu. Kế đó, mỹ nhân này gây sốt với màn kết hợp cùng Trần Tinh Húc trong Nhất Kiến Khuynh Tâm. Trong năm 2024, Trương Tịnh Nghi vừa có màn trở mình với Tích Hoa Chỉ, đóng cặp với Hồ Nhất Thiên. Từ một bộ phim không được đánh giá cao, công tác truyền thông yếu, dàn sao không có ngôi sao tên tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, ekip Tích Hoa Chỉ vẫn có những nỗ lực đáng khen khi phim dần dà chiếm được tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, người hưởng lợi lớn nhất và nỗ lực nhiều nhất trong phim có lẽ là Trương Tịnh Nghi. Dù là lần đầu đóng cổ trang, diễn xuất không quá tốt, song nữ diễn viên vẫn ít nhiều chinh phục được khán giả. Sau khi kết thúc Tích Hoa Chỉ, sức hút của Trương Tịnh Nghi ngày một tăng cao. Mới đây, xuất hiện trong sự kiện của nhãn hàng nổi tiếng, trò cưng Châu Tấn gây ấn tượng với vẻ ngoài như một nữ tổng tài thứ thiệt, diện tông suyệt tông bộ suýt màu xám, kiểu tóc uốn lơi, cục hờ hững, giúp tôn lên vẻ đẹp vốn có của nữ diễn viên. Trương Tịnh Nghi không phải hình mẫu mỹ nhân đẹp lộng lẫy, song khi cô xuất hiện, từng nụ cười, từng biểu cảm đều ẩn chứa nét nữ cường, khiến không chỉ các fan nam mà cả fan nữ cũng điêu đứng. Một số bình luận của cư dân mạng: lên liền kịch bản nữ tổng tài cho em ấy đi, chớ hợp vai bơ quá, nhìn góc nghiêng đẹp ghê, mê hoa chỉ còn chưa thoát ra được, còn làm vai bơ này nữa. Giờ nhìn Trương Tịnh Nghi cứ nghĩ là hoa chỉ xuyên không, soái tỷ. Trương Nhược Quân bị đoàn phim Khánh Dư Niên phàn nàn, lên án chỉ vì hành động này. Trong một buổi họp báo nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền cho dự án Khánh Dư Niên 2 lên sóng, Trương Nhược Quân đã khiến cư dân mạng ngỡ ngàng vì niềm yêu thích với việc nấu ăn trên phim trường. Với Trương Nhược Quân, phim trường của Khánh Dư Niên không chỉ là địa điểm quay phim, mà còn là một nhà bếp di động, nơi nam diễn viên có thể thỏa sức thể hiện đam mê bếp núc của mình bằng cách nấu ăn cho cả đoàn phim. Nam diễn viên Ngô Cương tiết lộ, Trương Nhược Quân rất chăm chỉ nấu ăn cho mọi người trong đoàn, ngày nào đến trường quay cũng hỏi hôm nay cả nhà muốn ăn gì nhỉ, để chuẩn bị vào bếp. Món sở trường của anh cũng rất nhiều, từ bún, mì, đến hải sản, tất cả đều có thể giải quyết gọn lẹ đâu ra đó. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của đầu bếp trưởng Trương Nhược Quân nhanh chóng bị các diễn viên lên án, vì khiến mọi người tăng cân trong lúc cần giữ dáng. Nghỉ trưa có nửa tiếng thôi mà ai cũng ăn lấy ăn để, vì đồ ăn quá ngon, mới quay được nửa tháng mà ăn nhiều quá, không khớp nổi với tạo hình của phần trước. Trong lúc quay tôi cứ gầy xong lại béo, cậu ấy làm tôi béo nên tôi phải giảm cân, mà giảm xong lại ăn nên lại béo. Loạt diễn viên bày tỏ thái độ trước màn vỗ béo bạn diễn của ông xã Đường Nghệ Hân. Đối diện với lời bóc phốt của đồng nghiệp, Trương Nhược Quân cũng chỉ đành cười trừ. Cũng qua đó, cư dân mạng vô tình biết thêm được khả năng bếp núc thượng thừa của sao nam Khánh Dư Niên. Nhiều người còn bày tỏ sự ghen tị với Đường Nghệ Hân khi có một người chồng toàn diện như mỹ nam họ Trương. Được biết, Khánh Dư Niên 2 chính thức lên sóng vào ngày 16 tháng 5 trong khung giờ vàng của đài CCTV8 và nền tảng Tencent Video. Phim quy tụ dàn diễn viên có tên tuổi, được đánh giá cao về diễn xuất như Trương Nhược Quân, Lý Thấm, Tống Dật, Quách Kỳ Lân, Tân Chỉ Lôi.
Kim Thần, Mao Hiểu Đồng, Lý Tiểu Nhiễm. Dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Miêu Nị, do Tân Lệ sản xuất, thuộc thể loại cổ trang, huyền mưu, có yếu tố khoa học viễn tưởng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.